Chúng ta sẽ chọn cái phần quả bưởi mặt bên nào nó đẹp ấy thì chúng ta sẽ quay ra mặt đằng trước các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ gắn hai quả bưởi lại với nhau bằng hai cái que nhé các bạn. Các bạn có thể dùng keo nến hoặc các bạn gắn que thì nó nhanh và đơn giản hơn các bạn nhé. Quả bưởi thì chúng ta chọn hai quả, một quả to một quả bé. Các bạn đo như nào nhìn con lật đật của chúng ta sẽ cân đối nhé. Tiếp theo là các bạn lấy một cái mảnh bìa hoặc mà mảnh mút ấy, các bạn sẽ cắt và làm cái mũ cho con lật đật. Chúng ta làm mũ đơn giản thôi, mình làm một miếng bìa như vậy là chúng ta hữu cuộn vào. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ dùng cái băng keo chúng ta dán vào, hoặc là các bạn dùng cái đinh ghim ấy, các bạn ghim vào đằng sau rất là dễ dàng nhá. Các bạn ướm sao cho vừa đầu con lật đật nhá. Ở cái phần viền mũ ấy thì các bạn có thể là cho thêm một cái dây kim tuyến nhỏ nhỏ cho con lật đật của chúng ta được sinh động các bạn nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm miệng của con lật đật. Chúng ta có thể tạo nhiều kiểu miệng khác nhau các bạn nhé. Các bạn sẽ lấy băng keo các bạn dính vào. Hoặc là chúng ta sẽ dùng đinh kim chúng ta gắn vào cho nó chắc các bạn nhé. Cái phần mũ của con lật đật ấy thì chúng ta cũng sẽ đính nó vào cho nó chắc chắn. Các bạn đính cả đằng trước cả đằng sau các bạn nhé. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ làm mắt của chú lật đật. Con lật đật này thì chúng ta sẽ làm mắt bằng hạt nhãn các bạn nhé. Các bạn có thể làm bằng hạt nhãn, hoặc là các bạn không có hạt nhãn thì các bạn có thể cắt một tấm một miếng giấy đen ấy, thì chúng ta sẽ cắt tròn và chúng ta làm hai cái mắt chúng ta dính vào nhá. Chúng ta có thể thay đổi kiểu miệng. Đây là kiểu miệng cười cho chú lật đật của chúng ta, thật là sinh động các bạn nhá. Vậy là mình đã hoàn thành một chú lật đật thật là xinh xắn. Chúc các bạn thành công nhá.